Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Đăng Béo. Hôm nay như đã hứa thì chúng ta sẽ đến với buổi tập đầu tiên trong series nhé. Hôm nay sẽ là buổi tập push, buổi tập đẩy. Và mục tiêu của chúng ta đấy là tập tăng cơ. Rồi, ok, anh em sẵn sàng nhé. Ok, thì trước khi đi vào lịch tập ý, thì mình muốn chia sẻ với anh em một cái tip như thế này để đối diện với tất cả các loại lịch tập nhá mà vẫn hiệu quả. Đó là lựa chọn mức tạ lớn nhất có thể. Nó như nào? Có nghĩa là ví dụ nếu ở trong cái lịch tập mà mình làm cho mọi người, mình có ghi là bài đẩy ngực, đẩy 8 cái 3 set, thì mọi người phải lựa chọn mức tạ sao cho chỉ có thể lên được 8 cái chứ không phải là 9 cái hay là 10 cái nhá. Và duy trì cái mức tạ lớn nhất đó trong vòng 3 set. Thế thì nó mới gọi là try hard nhé. Ngoài ra mình còn chuẩn bị cho anh em một cái công cụ vô cùng hiệu quả. Cái công cụ này đó là cái bảng này. Cái bảng này mình kể cho anh em. Thì thứ nhất đấy là có ô ghi tên bài tập là gì này, số set, số rep theo yêu cầu như thế nào này. Và quan trọng nhất cái bảng này là cái bảng ghi thành tích. Có nghĩa là hôm nay anh em tập được trọng lượng là bao nhiêu và lên được bao nhiêu rep thì anh em ghi vào đây. Có nhiều set đấy, thì khi mà tuần sau khi mà quay lại cái đúng cái bài này thì anh em sẽ biết là ê, hôm trước mình đã lên được bao nhiêu cân rồi và bao nhiêu cái rồi, hôm nay hãy có ý thức lên một chút. Như vậy thì anh em có cái căn cứ để mà luôn update bản thân mình, và cái hiện tượng mà chững cái sự phát triển ấy, thì nó sẽ không xảy ra nữa đó. Thì ok, chuẩn bị tận răng cho anh em rồi nhá, mà công không làm được thì thôi đấy. Xin anh em một sub này, một like, share gì đấy ở đây nhá. Ok, cuối cùng nhá, trước khi đi vào buổi tập thì anh em nên có một cái số cái phụ kiện để bảo đảm an toàn cho mình. Thứ nhất đấy là cái cuốn cổ tay này, dành cho những anh em mà cổ tay đang yếu thì cái này nó sẽ hỗ trợ anh em cố định cái cổ tay lại. Thứ hai đấy là cái lifting grip này, dành cho những anh em mà cái lực nắm của tay chưa đủ, nhiều khi nó tuột tay hoặc nắm tạ nó rất là đau, thì cái này nó sẽ là giải pháp nhá. Thứ ba đó là cái hỗ trợ về cái đầu gối. Thì cái này dùng như nào, đấy là cái phần nhỏ nhỏ này, khi mà anh em xỏ vào gối, mình ví dụ nhá, khi mà anh em xỏ vào chân này đó, thì cái phần to ở trên này thì mình sẽ lộn ra như này đó, thì cái này nó sẽ bó chặt vào gối của mình. Được chưa? Bó chặt vào gối của mình, nó sẽ hỗ trợ mình cho gối mình kiểu nó chắc hơn, và như thế thì lên tập những cái bài liên quan đến squat hay gì đó thì nó sẽ an toàn hơn thì nhá. Ok rồi, vào bài nhá. Vào bài cái thì anh em khởi động luôn để tránh bị đau khớp vai. Mỗi bài anh em quẩy tầm 25-30 cái là ok rồi. Chỉ luôn này, bài đầu tiên là đẩy tạ đơn, ghế chéo. Anh em tập bài này 8-10 rep trong vòng 4 set nhá. Vừa vào cái thì anh em tập luôn 3 set tạ nhẹ lấy đà nhá. Tạ nhẹ thôi, tập tầm 4-6 cái là đủ rồi. Vào set thì tất tay nhá. Anh em nhớ chọn mức tạ lớn nhất có thể để đủ lên được 8-10 cái. Và duy trì mức tạ đó trong vòng 4 set nhá. Bài thứ hai này, đẩy tạ đỏ ngực ngang. Vừa mới tất tay bài trước rồi nên bài này mình chỉ đẩy 3 set, mỗi set 8 cái thôi anh em nhá. Ở bài này thì anh em vẫn nhớ sử dụng tip tập ngực nhá. Đấy là hạ bả vai xuống, ép hai vai vào để mở ngực ra, sau đấy thì mới tập. Và một điều nữa, đây là chân thì giữ nguyên tại chỗ nhá. Thứ ba là bài đứng đẩy vai nhá. Anh em đẩy bài này 4 set từ 8-10 cái. Bài này thì mình khuyên anh em là nên set bằng một cái rack squat. Đó, và thứ nhất là bài này mình đứng đẩy lên, một là mình cần có đai, đeo đai để bảo vệ. Thứ hai là cái phần cái safety arm ở rack squat kìa, thì mọi người sẽ để ở cái mức mà bằng với cả ngực của mình ấy. Khi đấy thì mình sẽ set up tạ ok hơn. Bài compound phải gồng co nên là anh em từ tốn nhá. Em chú ý nhá. Bài này hít thở như sau này. Hít chặt hơi vào bụng gồng co, sau đấy nén hơi đẩy lên, lúc lên thì thở ra, xuống, lại xếp lại từ đầu.
một ngày hôm nay 3 bài tập nặng đủ rồi, bắt đầu đến tỉa top nhá. Tay sau anh em nhá. Tay sau này thì anh em tập bài nào cũng được, mình sẽ tập 5 set, mỗi set 10 cái. Và ở đây thì mình sẽ chọn là tập tay sau với dây cáp nhá. Tỉa top tiếp theo là cái vai sau này. Cái vai sau là một cái nhóm cơ mà gần như khó cảm nhận nhất trên cơ thể đấy. Bài này thì mình sử dụng biến thể, đấy là mình dùng một cái đòn mét 2, sau đấy thì mình cầm vào tạ ở hai bên. Khi mà lên thì mình sẽ cố lại cau lại một chút, như thế thì sẽ cảm nhận được cái vai sau ok hơn. Ok, đến quả này yêu thích này. Bài này thì vừa nãy anh em tập vai sau mỏi rồi nên mình chỉ để tập 3 set, mỗi set 10 cái thôi. Nhưng mà anh em raise đúng nhá, anh em raise đúng form và chọn mức tạ phù hợp thôi nhá. Ok, bài thứ 7 này là bài cầu vai nhá. Bài này khá nhiều anh em bỏ qua đấy, nhưng mà bỏ qua là sai lầm nhá. Bởi vì cái bài này nó định hình mình, cái form của mình rất là men. Đây anh em chú ý, tập đừng có thiếu bài này nhá. Cùng rồi, cuối cùng là bài ông nào cũng hỏi đây. Không biết là đến đoạn này anh em còn có sức mà tập tiếp không? Nhưng mà đây là bài những cái bài bụng anh em có thể chọn bất kỳ loại nào, nhưng mà ở đây lịch dành cho mấy anh em mới, vì vậy mình chọn bài này là bài dễ nhất rồi. Đó, anh em nhớ nguyên lý này: thở hết ra, gồng chặt bụng, xong rồi lên, xong rồi hít vào, xong rồi thở hết ra, gồng chặt bụng, xong rồi lên, xong rồi hít vào. Với cái lịch như thế này thì anh em cần khoảng tầm 1 đến 2 tuần để thích nghi với nó. Vậy thì ban đầu mình hãy lựa chọn cái mức tạ vừa phải thôi, để anh em có thể đi hết được cái lịch tập đấy một cách trơn tru nhất. Và sau khi mà ghi lại vào cái bảng kia, cái bảng đấy thì mình để mẫu ở dưới description nhé. Anh em sẽ biết là bài nào buổi sau mình tăng tạ, bài nào giảm tạ đi để cho hiệu quả nhất trong lịch tập này. Đó. Và như vậy thì anh em sẽ có một cái lộ trình tập trong vòng khoảng tầm 3 tháng nó sẽ hợp lý nhất. Ôi, nếu anh em thấy video này có ích thì hãy like video và subscribe kênh của Đăng Béo nhé. Ngoài ra mình rất hy vọng là anh em hãy gửi đến những người bạn, những người anh em mà chưa có lịch tập nào vẫn đang loay hoay ngoài kia cái lịch tập của Đăng Béo, thì mình rất hy vọng là cái lịch tập này có thể hỗ trợ anh em được một chút trong cái phần kết quả tập luyện. Thì nhá, mọi ý kiến đóng góp anh em hãy để ở dưới phần comment cho mình nhá. Và ok, chiến nhá. Ok bạn ơi.